Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2019 chỉ còn một ít ngày nữa thôi sẽ diễn ra. Vậy thì bạn đã tìm được một chiếc TV ưng ý để có thể theo dõi cũng như là đồng hành cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam hay chưa? Nếu chưa thì ngày hôm nay, Hồng Ngọc sẽ mang đến cho các bạn 3 gợi ý. Đó chính là top 3 Smart TV đáng đầu tư để chúng ta có thể thưởng thức Asian Cup 2019 một cách trọn vẹn nhất. Xét về công nghệ thì TV Sony có những ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Chính vì vậy mà khi các bạn muốn mua sắm những sản phẩm TV thì nên cân nhắc đến thương hiệu Sony đầu tiên. Và chất lượng ở TV Sony thì được thể hiện thông qua sự sắc nét cũng như là sống động ở màu sắc và hình ảnh hiển thị. Và đây cũng chính là thương hiệu được quan tâm và phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chiếc TV đầu tiên mà Hồng Ngọc muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chính là chiếc Smart TV Sony 43 inch với mã sản phẩm đó là W660F. TV được trang bị màn hình Full HD 1080p mang đến hình ảnh chi tiết hơn gấp 5 lần so với hình ảnh độ nét tiêu chuẩn. Mọi nội dung bạn xem sẽ sắc nét, rõ ràng và chân thực hơn với độ nhiễu tối thiểu và hiệu ứng tối đa. Công nghệ xử lý hình ảnh Xreality Pro sẽ nâng cấp từng điểm ảnh để mang đến độ rõ nét vượt trội xứng tầm Full HD. TV cho bạn trải nghiệm thế giới phim ảnh và truyền hình đầy kỳ thú, chất lượng HDR vô cùng chi tiết và sống động. Công nghệ Clear Audio Plus giúp tinh chỉnh âm thanh cho bạn cảm giác như mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Với thiết kế khung viền mỏng cho các bạn có thể xem TV một cách tối đa hóa. Và ngoài ra khung viền mỏng mạ nhôm này cũng chính là một điểm nhấn cho chiếc TV giúp không gian của bạn trở nên sang trọng và tinh tế hơn. Và bên cạnh đó thì kết hợp với những công nghệ âm thanh hiện đại. Và để sở hữu chiếc TV này, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 11 triệu đồng, nhưng với thời gian bảo hành lên tới 24 tháng. Ngoài ra, khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt, các bạn sẽ được hoàn tiền lên tới 10% khi thanh toán qua thẻ tín dụng Vietcombank. Ở một mức giá rẻ hơn cho sản phẩm TV có công nghệ hiển thị cũng như là kích thước màn hình tương tự, thì Samsung chính là thương hiệu tiếp theo mà các bạn cũng nên cân nhắc khi có nhu cầu mua TV. Độ mỏng ấn tượng, sáng bừng không gian sống với tuyệt tác thiết kế mang đậm vẻ đẹp đương đại, TV UHD 4K có số lượng điểm ảnh gấp 4 lần TV FHD, tận hưởng hình ảnh rõ nét vượt trội với chất lượng HDR như rạp phim ngay tại ngôi nhà của mình. Công nghệ UHD liên minh chia hình ảnh thành từng khối nhỏ để tối ưu hóa màu sắc, độ nét và tăng cường độ tương phản. Màu sắc chân thực sống động trong từng khung hình với công nghệ Pearl Color, bạn sẽ thấy mình đang lạc vào thế giới đầy màu sắc và tận hưởng từng khoảnh khắc sắc nét đến từng chi tiết. Chiếc Smart TV Samsung này tích hợp thêm điều khiển One Remote giúp bạn truy cập vào những thiết bị thông minh của Samsung một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó thì mọi khoảnh khắc giải trí trở nên lý tưởng hơn. Để sở hữu sản phẩm TV này, các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 17 triệu đồng. Nhưng bên cạnh đó sẽ được tặng kèm một bộ quà tặng trị giá lên tới 7 triệu đồng. Bao gồm lò vi sóng cao cấp, nồi chiên không dầu hoặc nồi điện đa năng Z000206, máy xay thịt Enmix hoặc máy xay thịt đa năng Z000207. Giảm thêm 500 ngàn đồng khi mua online, áp dụng cho các khách hàng nhận được mã e-voucher từ ứng dụng Grab. Giảm thêm 500 ngàn đồng khi mua online, áp dụng cho các khách hàng nhận được mã e-voucher tri ân Samsung. Giảm 30% cho so 3 Samsung khi mua kèm TV Samsung. Mua online tặng 2 vé xem phim CGV 2D, mua trả góp ACS, tặng phiếu mua hàng 100 ngàn đồng. Hoàn tiền 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng Vietcombank, quá hấp dẫn phải không nào? Không có nhiều đặc điểm công nghệ nổi bật như hai chiếc TV mà Hồng Ngọc vừa chia sẻ đến từ thương hiệu Sony và Samsung. Chiếc Smart TV LG UK6100 PTA lại thuộc nhóm tầm trung về giá cả và chất lượng, nhưng được đánh giá cao về mức độ bền bỉ. Và chiếc TV này sở hữu kích thước màn hình khá lớn, lên tới là 55 inch. Và ngoài ra bên cạnh đó thì chất lượng hình ảnh 4K Ultra HD sẽ đem lại sự hài lòng khi giải trí cho quý vị. Smart TV LG 4K 55 inch 55 UK 6100 PTA có thiết kế khá tinh tế và hiện đại, sở hữu bảng màu lớn hơn gấp 64 lần so với TV thông thường, đem đến trải nghiệm màu sắc và hình ảnh đa dạng đẹp mắt. Chế độ bóng đá Football Mode mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh chất lượng. Với chiếc Smart TV này của LG, các bạn sẽ được trải nghiệm những trận cầu bóng đá đỉnh cao với hệ thống âm thanh Stadium Surround Sound chỉ có ở LG, mang đến cho bạn không khí cuồng nhiệt và phấn khích như ở trong sân vận động. Sản phẩm này hiện đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với giá bán là khoảng 18 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội nhận được một quà tặng trị giá tới 7 triệu đồng bao gồm phiếu mua hàng 4 triệu đồng, điều khiển thông minh Magic Remote LG MR18BA, mua trả góp ACS tặng
tặng phiếu mua hàng 100.000 đồng, hoàn tiền 1 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng của Vietcombank. Hy vọng rằng với những thông tin mà Hồng Ngọc vừa chia sẻ, quý vị và các bạn đã lựa chọn được cho mình một chiếc Smart TV thật ưng ý để đồng hành cũng như là cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam ở kỳ Asian Cup 2019 sắp tới. Kính chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công ở giải đấu lần này. Nếu như quý vị và các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số hotline 1900 6788. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ website mediamart.vn hoặc thế giới điện máy.com. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.